Rồi, là cái thứ hai mọi người. Có không? Sao? Cui. Ừ. Lắm. Con này cũng bự à. Con sát dữ lắm. Dạng thật kìa. Quất hết hai chuột luôn rồi. Ồ, đã không? Lành quá lành. Ừ, nó luôn. Mình bắt đầu đi thăm mấy cái bẫy trắng nha mọi người. Đây, vô cá đầu tiên đây, có không? Có không? Đang thui nha. Ừ, đây muốn ăn nữa chứ. Được không? Đang thui vậy? Ừ, không ăn. Nó đang bự không? Ủa, trời bá luôn. Chết thời gian ra đây nổi. Mới 3 ngày cái gì mà chết gì? Đó, vậy còn, đó. Không bo mà. Nó vậy đó. Quấn cục mà. Ừ, kìa. Ủa, chứ nó chết chứ. Bào có hai con chuột trong đây luôn. Đâu, tôi quay thử coi. Wow, cũng bự ghê chứ. Bắt ra đi. Mở túi rồi cái. Được con trong đó à. Này, đây này chích cá có. Ngon mọi người, mới vô cái đầu tiên mọi người. Cái đầu tiên được rắn hành. Không có chuyên nghiệp. Rằng mới ra 4 cái đầu tiên. Đổ ra cái bự không? Nè. Ôi. Cũng bự chứ. Bự chà bá luôn. Nó nhỏ đâu. Quá phê. Con này còn nửa ký. Chùm vô đây luôn. Cái đồ đầu im quá mọi người. Mới ra nghề còn hơi lụp chụp nha mọi người. Lúa còn nguyên à. Lúa còn nguyên mà chắc vô 2 ngày 3 ngày rồi lúa còn nguyên à. Cái chuột không ăn. Bắt mấy rắn rắn về rồi để đỡ mới vô mấy anh đen sao. Chút xuống. Ba phần ok không nha. Nhẫn hoa hành. Ghê gì. Bắt rồi ra. Ủa, có cây nào nó bò dít hơn cái này nó bò xuống rồi đó. Rồi. Rồi. Ngon lành. Kiểu tay nghề chưa tới. chưa lên tay nghề. Nặng liền mọi người. Cái bọc này cái được hơn cái gì. Cái dùi dữ lắm nè. Cái dùi ghê luôn. Nghề với nghề dài dữ con. Mà già cho con kiếm đi nghề nè. Ê, lúa nè. Cá mắm thì làm quen rồi, còn cái này mới ra nghề.
chuột chưa ăn kịp lúa nữa, vô bụng lạnh lắm. Rồi, thành quả đầu tiên mọi người. Gì thở vậy? Dạ. Chưa, mới có trái à. Đâu tôi có bỏ con chuột mới vô nha mọi người. Giúp. Giúp. Đói thằng được mới chuột nữa. Chuột vô. Rắn làm hết mấy con chuột luôn. Mình bữa mình bỏ như hai con chuột. Hai chuột không à. Cái là làm nào cũng bỏ hai con chuột á. Này mày đặt mới 3 ngày gì hả? Dạ. Mà thấy mấy con bắt thấy bao nhiêu rắn rồi đó. Bữa bắt đâu đây, bữa chụp đôi con trăng là 5-6 ký đây. Đấy luôn chứ đâu. Tất nhiên. Rồi, tiếp tục đi lại đây mọi người. Rồi, lại cái thứ hai mọi người. Có không? Sao? Ui, lắm. Lụm lụm nữa hả? Tạo rồi, nguyên cũng không ngựa. Lụm nữa đây, lụm nữa mọi người. Cái thứ hai. Em này hơi dữ á. Ngon 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 mọi người. Đâu đâu đâu. Ồ. Em này hơi dữ. Gỡ không biết sao gỡ. Không ngán nó giá dữ lắm. Cái thứ hai rồi. Chín nữa, chín nữa mọi người. Sư phụ. Chín con nữa nè. Được. Không ngựa. Banh banh cái bọc ra luôn đi tính. Banh cái bọc ra quay cho nó rõ tính. Rồi coi luôn nhưng mà. Chín con nữa rồi. Để nó vớt vô. Để cho nó vớt vô thăm nhà. Vô thăm nhà ổng rồi. Nè, đậu vô. Đâu? Ôi ôi. Bự ghê à. Bự dữ à. Dữ dữ lắm. Dạ, bự trắng. Đem anh trảnh đi, đem anh trảnh mở. Em trảnh mở. Khui bắt khui bọc qua luôn đi. Ủa cái thùng còn không? Thôi thôi cột lại. Để ra ngoài gửi. Đem ra cho nó khỏe đi. Mới cái thứ hai là nguy hiểm. Bạn này cũng dữ lắm. Chạy chạy rồi, sợ chạy rồi. Dữ ghê luôn á. Ồ. Con này cũng bự à. Con táp đi lắm. Con ồ. Dạ thật à. Quất hết hai con chuột luôn rồi. Đã không? Ồ, đã không? Còn lành quá lành. Ờ, nó là phải con gặp nó là con. Đây coi nè. Nó không ngựa. Kìa. Con này chắc bắt kêu rác sọc dưa. Con này chắc cũng được nửa ký ha. Nửa ký không? Thằng chứ nó không dướng lưới phải rồi. Mấy bạn nó không dướng lưới. Rồi, tiếp tục. Banh ra hai cái này sát xuống mày đổ xuống xuống y chang vậy đó. Ừ trời ơi. Nó bát dữ lắm. Dữ ghê thiệt chứ. Không, cái này mình đã động nó mới giữ. Chứ bóp mạnh nó kìa. Bóp mạnh nó cắn luôn. À, con lông thừa cũng em dám chụp chứ nó em chạy. Không ngựa không dám chụp hả? Quậy lắm. À, quậy lắm. Rung 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 rung. Cái chừng á nha, cái chừng là đạp cái kỹ 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 được. Ừ, trời ơi. Không có thế. Không thấy ghê quá. Thôi từ từ có kinh nghiệm.
đó. Dính luôn rồi, dính cái mỏ luôn rồi. Nó dữ lắm chứ không bình thường. Nó dính cái mỏ luôn rồi. Dữ dữ lắm. Dữ ghê thiệt chứ. Bị ngược đây bây giờ lên. Lên chui vào ọt liền. Nó mệt con người nữa. Đó, vậy là đuổi nó đâu vô, đó, vô. Xuống con ơi. Anh lần lần ra được, con lú đầu ra được là được. Lần 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 ra ra. Không có ngại người, đến. Tung tung đang giữ mình luôn, người người chứ không có giải giữ thiệt chứ, coi trên con này xảy ra đó, ăn hết rồi. Cũng này cũng đang coi, đang YouTube nè, cũng đang làm YouTube nó chạy rồi. Còn đi bên đây hối hối hai con chuột luôn, hối hai con chuột, hối được hai con. Rồi, xong. Xong. Ủa, hoàn thành hai con. Ngon lành. Ừ, chuột ở rừng. Hai chuột nằm đây không? Hai con lọc chồng rồi. Hai nằm ngoài luôn. Rồi, xong, hai con mọi người. Ngọn liền mọi người. Mới ra quân 4 cái, hai cái đầu chín hết mọi người. Được mọi người. Một con hổ ngựa, một con ngũ hành mọi người, không có gì mọi người. Rồi tiếp tục mình đặt lại, bỏ chuột mồi vô cái mình đặt lại mọi người. Mình đi tiếp tục cái thứ ba nha mọi người. Điện nó có đèn không? Không. Rồi chuẩn bị khui hàm mọi người. Sao? Thấy đen rồi không? Dỡ luôn, lấy luôn. Chồ còn sống. Sống vậy là xong rồi. À, chưa vô. Lúa còn không? Lúa còn luôn. Rồi. Cái thứ ba trái không dính mọi người. Rồi, chuột còn luôn. Ừ. Rồi đặt lại luôn. Chuột lớn lên luôn. Đang thăm cái thứ tư rồi mọi người. Thì không có mọi người. Giờ chuẩn bị đặt lại. Chuột thì nó chết hết rồi mọi người. Giờ mình thay chuột mới vô và đặt lại. Rồi xong mình đi thăm mấy cái lưới rắn nha mọi người. Nếu có mình quay lại cho mọi người xem nữa ha. Qua tới mấy lưới rắn nha mọi người. Sao thấy đồng tỉnh vô? Chết rồi mọi người. Đi sẽ dài xuống dưới đây thử coi. Rồi thì lưới rắn thì giăng 5 tay nha mọi người. Cắn lủng hoài luôn. Đi kì vậy, chuột quá. Chuột chứ gì? Chuột cắn lủng lỗng. Rồi tiếp tục đi mọi người. Rồi, chim tre rồi mọi người, không có mọi người. Rồi, thì quá trình mình đi thăm mấy cái bẫy rắn với lưới rắn thì cũng xong mọi người. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì nếu mọi người thấy yêu quý kênh á, thì cho hai anh em một like và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh em nha mọi người. Để anh em có động lực like những video tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha. Xin chào. Rồi, kết thúc. Hẹn gặp lại. Bữa nay nha mọi người.